Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ gồm Công an, Công thương, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ, rà soát các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trong quá trình khai thác, sử dụng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức cá nhân, thực hiện không nghiêm túc, xử lý nghiêm các vi phạm. Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẩn trương kiểm tra, rà soát, kịp thời đánh giá, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền, ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, thiết kế về phòng cháy chữa cháy, cấp phép, quản lý, sử dụng, tên gọi đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho người sử dụng. Bộ Công an tiếp tục rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Trước mắt, Bộ kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân có ngay các giải pháp, kỹ năng bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy như tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có giải pháp ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn, trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo đảm hạn chế cháy nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy nổ gây ra, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các quy chuẩn, quy định về phòng cháy chữa cháy, đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.